Trong chương trình làm việc chiều nay, Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi. Trao đổi bên lề hành lang Quốc hội thì nhiều đại biểu cho rằng dự án luật cần có những quy định quan tâm đến việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại y tế cơ sở. Tất cả người dân khi muốn khám sức khỏe và nghi ngờ mình mắc bệnh thì đều tìm đến cái tuyến trên. Vì họ tin tưởng rằng là ở cái tuyến trên là đội ngũ y bác sĩ có bề dày kinh nghiệm này, giỏi này, cho nên là dẫn đến một cái sự là ở trên thì nó quá tải. Trong khi đó ở cơ sở cũng có một cái đội ngũ y bác sĩ, họ được đào tạo một cách rất là bài bản. Thế nhưng mà với cái tư tưởng của người dân như thế thì họ bác sĩ ở cơ sở họ không được cọ sát. Cho nên dẫn đến dần dần là nó chảy máu chất xám đội ngũ y bác sĩ ở cơ sở. Khi mà chúng ta không có cái chính sách đại ngộ nó phù hợp thì dẫn đến là đội ngũ y bác sĩ người ta sẽ không mặn mà với cái vùng sâu vùng xa. Qua cái đại dịch Covid vừa rồi thì chúng ta thấy hiện nay thì y tế cơ sở đang thiếu cả về số lượng cán bộ y tế và yếu về chất lượng. Và những người là y sĩ thì hiện nay là những người mà đang hoạt động rất tích cực ở tuyến này. Vấn đề ở đây đặt ra không phải là ngừng cấp cái chứng chỉ hành nghề đối với đối tượng y sĩ, tức là cũng đồng nghĩa với việc là bỏ cái mã chức danh này, mà chúng ta phải xem xét để nâng cao cái trình độ đào tạo đối với lại cái chức danh y sĩ để họ đáp ứng được cái yêu cầu trong tình hình thực tế hiện nay. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch nước. Một số vấn đề lớn liên quan đến sức khỏe của người dân được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề cập tới, đó là vấn đề khám chữa bệnh cho trẻ em. Trong luật chưa đề cập đến trách nhiệm của ngành y tế trong vấn đề khám chữa bệnh, trong khi trẻ em chiếm 1/3 dân số, do vậy cần phải chăm lo cho trẻ em hôm nay vì tương lai của đất nước. Đây cũng là đối tượng hay ốm đau và nhạy cảm về sức khỏe. Luật khám chữa bệnh 2009 đến nay đã 13 năm và rất lạc hậu, không bắt kịp với thực tiễn đời sống và khám chữa bệnh của người dân. Do vậy, theo Chủ tịch nước thì cần thiết phải bổ sung thêm những điều liên quan đến quyền của trẻ em. Những trẻ em có cần đồng bộ hóa và cụ thể hóa hơn nữa quyền được chăm sóc sức khỏe của trẻ em trong luật trẻ em 2016. Đây là nội dung rất quan trọng trong luật này, chưa thể hiện rõ vấn đề này. Đối tượng trẻ em cần được mở rộng theo đúng định nghĩa là người dưới 16 tuổi theo luật trẻ em 2016. Thay vì trẻ em dưới 6 tuổi. Quy định là đối tượng trẻ em là dưới 16 tuổi mà luật này làm cho quy định dưới 6 tuổi, cái đúng phù hợp với luật trẻ em, quy định khái niệm trẻ em không? Cái đấy ban soạn thảo hay là các ông chí ở chính phủ nên suy nghĩ. Trẻ em ngoài việc được ưu tiên khám trước, xét nghiệm, điều trị trước, còn được bảo đảm các quyền lợi khác về vật chất và tinh thần. Những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như bị tàn tật, mồ côi, người dân tộc thiểu số, trẻ em bị một số bệnh ngặt nghèo như ung thư, tim mạch v.v. cần được ưu tiên chăm sóc, điều trị đặc biệt. Và có những đặc biệt này vào thì mới quan tâm được những bệnh hiểm nghèo này đối với trẻ em. Về tiêu chuẩn chất lượng, điều 49 và việc đánh giá chứng nhận chất lượng đối với cơ sở khám chữa bệnh, một số đại biểu đề nghị bổ sung chế tài đối với cơ quan khám bệnh chữa bệnh không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Bên cạnh đó, cần phân cấp theo hạng của bệnh viện và cần phải được đánh giá theo Bộ Tiêu chí Chất lượng Quốc gia thống nhất. Không phải lúc nào bệnh viện cấp thành phố thì cũng là mạnh mẽ hơn các bệnh viện cấp quận huyện đâu. Nếu như mà từng bệnh viện có những cái thế mạnh, và do đó ở đây thì nó cũng liên quan đến cái vấn đề cái xếp loại của Bộ Y tế về cái cấp khám chữa bệnh chuyên sâu. Thì chuyên sâu mà đầu ngành thì Bộ Y tế chỉ là xếp những cái bệnh viện hạng đặc biệt do Bộ quản lý thôi. Thí dụ như là bệnh viện ca ngoài này, rồi bệnh viện, nói chung là bệnh viện gì có cái chữ trung ương đằng sau á. Nhưng mà có những chuyên ngành mà những bệnh viện cấp thành phố hết sức mạnh và hết sức nổi tiếng của thành phố thì lại không được tính là cái khám chữa bệnh chuyên sâu. Và nếu như không được tính như vậy thì nó ảnh hưởng rất lớn đến nhiều vấn đề, kể cả cái vấn đề về cái chi phí bảo hiểm y tế, rồi cái rườm rà cho bệnh nhân. Mà bởi vì vướng là sao? Chính là vì phân cấp theo cái cấp độ quản lý, nên phân cấp theo cái chất lượng của bệnh viện.
còn y là cũng cỡ cỡ đó. Về quy định bảo đảm an ninh trật tự cho cơ sở khám chữa bệnh và an toàn cho nhân viên y tế, các đại biểu cơ bản nhất trí với quy định này. Tuy nhiên, cần cân nhắc việc cho phép cơ sở khám chữa bệnh được áp dụng các biện pháp ngăn chặn khẩn cấp như tước phương tiện, công cụ, vật dụng sử dụng để gây mất an ninh trật tự, tạm giữ người có hành vi gây mất an ninh trật tự, trục xuất, phong tỏa, thậm chí phải có chế tài xử lý nghiêm đối với hành vi gây rối tại bệnh viện và cần có quy định hành vi đó là chống người thi hành công vụ. Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế đã báo cáo thêm với các vị đại biểu Quốc hội về mục tiêu quan điểm trong luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi. Theo đó, mục tiêu bao trùm nhất của việc sửa luật là tạo điều kiện tốt nhất để nâng cao chất lượng khám bệnh chữa bệnh cho người dân, nhất là ngay tại cơ sở. Các đại biểu rất là quan tâm đối với y tế cơ sở. Thì thực sự trong cái dự thảo luật lần này ấy, là chúng tôi hướng tới làm sao để dùng tất cả những cái giải pháp khác nhau để nâng cao cái chất lượng y tế cơ sở. Đây là cái đích đi. Ví dụ như thế nhất ấy, là chúng ta phân cấp chuyên môn. Thì trước đây chúng ta có cái 4 cấp chuyên môn là cấp trung ương, tỉnh, huyện, xã. Thế nhưng mà lần này chúng ta chỉ đưa ra có 3 cấp thôi. Và tuyến huyện với tuyến xã về cơ bản đó là một cấp. Và như vậy thì cái người dân ở đối với tuyến xã người ta có thể tiếp cận đối với các dịch vụ y tế tuyến huyện ngay tại địa phương mình sinh sống. Nhiều ý kiến đại biểu cũng thống nhất cho rằng thời gian qua, việc đầu tư về nguồn nhân lực và cơ sở vật chất cho tuyến y tế cấp cơ sở chưa được quan tâm đúng mức. Nên khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát lần thứ tư, các địa phương gặp rất nhiều khó khăn. Khi xảy ra dịch bệnh, tôi nói tự nhiên cái trường hợp mà ở một cái bệnh viện cấp tỉnh thôi, thì bác sĩ mà chuyên khoa để cấp cứu là hồi sức là chỉ có một cái bác sĩ. Nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long là phải nói rằng hết sức là khó khăn. Cũng có nguyên nhân là một là chúng ta chưa tập trung nhiều cho cái đầu tư cho cái nguồn nhân lực. Thứ hai thì cái xã hội hóa chúng ta cũng chưa làm tốt. Thứ ba là giảm biên chế thì chúng ta đánh đồng 10% thì chúng ta cứ ngành nào cũng 10% hết. Thì tôi cho rằng đây là một cái vấn đề mà phải đặt ra tới đây, phải tính về vấn đề y tế để đảm bảo cho cái công tác khám chữa bệnh và nhất là khi xảy ra cái tình hình dịch chúng ta phải có kịp thời. Ngoài ra trong thảo luận ở tổ, đại biểu thống nhất với quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với bác sĩ và một số đối tượng khác. Đại biểu cho rằng quy định này phù hợp với tiêu chuẩn của quốc tế mà Việt Nam cần phải thực hiện khi hội nhập quốc tế. Cũng có ý kiến đề nghị sửa đổi, làm rõ cơ chế quy động xã hội hóa công tác khám bệnh, chữa bệnh. Để kiểm soát và nâng cao chất lượng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, có ý kiến đại biểu đề nghị cần quy định về việc định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng đối với cơ sở y tế. Về luật khám bệnh, chữa bệnh, các đại biểu đồng tình về sự cần thiết của việc sửa đổi và phạm vi điều chỉnh trong dự thảo luật. Đại biểu Lê Thu Hà, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai phân tích, để giảm gánh nặng bệnh tật cho người dân, cần có thêm quy định đối với khám sàng lọc cho người bệnh để dự phòng. Trong khi đó, các nghiên cứu trên thế giới chỉ ra rằng nếu đầu tư vào dự phòng thì hiệu quả về lâu dài tốt hơn, chất lượng cuộc sống của bệnh nhân cũng tốt hơn. Đại biểu đề nghị cần có sự điều chỉnh đối với phạm vi điều chỉnh và chính sách của nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh. Cần phải quan tâm và đưa vào luật đó là các cái quy định về việc kiểm soát vượt tuyến, chuyển tuyến bất hợp lý cùng với việc phân hạng bệnh viện được áp dụng chung cho tất cả các tuyến, trong đó cho phép các bệnh viện tuyến huyện cấp 2 vẫn có thể trở thành bệnh viện tuyến huyện cấp 3, tuyến cấp 3. Và điều này thì bởi vì tôi nói cái điều này là bởi vì rằng ở các nước, bởi vì khi họ đã phân ra các cái bác sĩ gia đình từ cái khám primary care rồi đến các cái tuyến trên, thì khi nào và phải được cái tuyến dưới cho phép thì bệnh nhân mới được chuyển lên tuyến trên. Thank you.